Tớ cứ tưởng hôm nào về tớ hỏi ba tớ là ba hôm nay ba ăn gì, ba toàn bảo là ba vào á, ba ăn cơm ở trong cửa hàng. Nhưng ba đâu có ăn cơm đâu. Hóa ra ba toàn gặp bánh mì xong rồi để tiền cho mình. Ba! Ơ con. Con ba! Con không đi ăn à? Ba nói dối con đúng không? Ba ơi! Ơi! Mẹ không bảo này. Bạn Hà đó, con ấy mới được ba bạn ấy cho mua một cái váy xinh lắm. Sắp tới á, sinh nhật bạn ấy cũng mời con ấy. Ba cho con mua một chiếc váy để con mặc đến đấy á, con xinh rực rỡ giống bạn ấy nhá, ngoài nhá. Mua váy à? Vâng ạ. Ờ, thôi được rồi. Ba sắp tính đương rồi, nhưng mà ba còn đang phải để dành tiền để đóng tiền nhà nè. Mình phải đóng tiền nhà 3 tháng con ạ. Thế nên được rồi, ba sẽ cố để ra một khoản để ba mua váy cho con nhé. Vâng ạ, thế ba mua cho con một cái váy ba nhé. Hôm tới con với Su sẽ cùng nhau đi mua váy. Mẹ Su cũng cho tiền Su mua váy mà. Và Su thích lắm nhá ba nhá. Vừa qua ba mẹ mua cho bao nhiêu là thứ luôn. Ba mẹ bạn ấy kiếm nhiều tiền lắm ba. Ừ, ba thì cũng không kiếm được nhiều tiền con ạ. Vất vả lắm thì mới kiếm được một chút. Thôi, được rồi, ba sẽ mua váy cho con nhé. Dạ vâng ạ. Thôi đi học đi. Ba nhưng mà sáng nay con không ăn cơm rang của ba đâu nên bây giờ con đói lắm. Ba đi mua cho con cái bánh đi ba. Rồi con vào cổng trường ngồi đi xong rồi ba đi mua bánh cho con nhé. Ba đi mua bánh cho con nhá. Ừ, rồi đi đi. Đi cẩn thận đấy nhá con nhá. Susi. À, tớ bắt được cậu nha. Sao đi gì mà tớ gọi mãi cậu không nghe thế? Tớ gọi à? Mà sao ơi? À ba. Bánh của con đây này. Ba chào cháu. Ôi thưa, hai đứa đi học à? Ờ, bánh này con. Con ăn bánh ngon lắm. Bác đi làm rồi mà. Bác chưa, bác bạn Masa đói nên bác đi mua bánh cho bạn đấy. Sao cậu nói thế mà. Cậu vẫn phải bảo ba đi mua bánh cho cậu. Thế tớ, bởi vì ba tớ yêu tớ đấy. Ba ơi, ba đi làm đi ba nhá. Ờ, ba đi đây nhá. Hai đứa ăn xong rồi đi vào trong lớp nhá. Nhớ chia cho cả bạn đấy nhá. Vâng ạ. Ba đi ạ, à, con chào ba. Ba đi đây. Ừ, cậu ơi, bánh này ngon lắm. Hôm qua tớ thấy cái Hà nó ăn ấy, nên là tớ bảo ba tớ mua cho đấy. Cậu ăn đi. Không ăn. Bởi vì là sáng mẹ mình tăng cơ cho mình ăn. Cậu ăn cơm rang rồi à? Ừ, bánh này ngon lắm, cái Hà nó bảo ngon lắm rồi. Tớ bảo ba tớ mua đấy. Ừ, ngon hết. Và mẹ mình tự làm bánh. Mẹ cậu làm à? Ba mẹ tớ bận lắm nên là không có thời gian làm bánh đâu. Cậu biết mà. Ừ, đúng rồi, nhanh vào lớp đi. Thế bọn trước nha. Trời ơi, nhanh thế. Cậu bắt chước người ta đeo cặp đằng trước cơ. À, kia có phải là ba cậu không? Ừ, đúng là ba tớ rồi đấy. Tớ cứ tưởng hôm nào về tớ hỏi ba tớ là ba hôm nay ba ăn gì, ba toàn bảo là ba vào á, ba ăn cơm ở trong cửa hàng. Nhưng ba đâu có ăn cơm đâu. Hóa ra ba toàn gặp bánh mì xong rồi để tiền cho mình. Cậu, đợi tớ một chút nhé. Con ba, con không đi ăn à? Ba nói dối con đúng không? Ba nói dối gì đâu. Ba ơi, con đùa ba thôi. Ba ơi, con chưa ăn đâu. Thế sao hôm nay bảo là đi mua váy cơ mà? Hôm nay Susi cũng bảo là nhà Susi bận nên là chưa đi mua được. Nên là con với Su bảo là qua đây rủ ba để đi ăn cơm. Ba, thế con chưa ăn cơm. Ăn cơm à? Vâng ạ. Bây giờ ba đưa hai đứa con đi ăn cơm nhé. Thôi được rồi, ba đưa hai đứa con đi ăn cơm nhé. Vâng ạ. Đi thôi. Ba. Ba ơi, lần sau ba không được nói dối con nhá. Mọi lần ba bảo là ngày nào ba cũng ăn cơm, hóa ra ba đâu có ăn cơm đâu. Ba chỉ ăn cái bánh này thôi. Mà trong khi đấy á, tiền á, ba cứ cho con để mua các thứ. Tối nay á, con hứa với ba là con ba toàn tiền cho con. Ơi, cháu à. Đói chưa? Ba đi ăn đi. Con đói lắm rồi. Thôi mày đi thôi. Vâng ạ. Đi con đi trước đi, ba đi sau. Hôm nay ba có vất vả, ba nào hôm nay có vất vả lắm không? Con thấy ba toát hết mồ hôi nè. Ba cũng không sao con ạ. Ba cố được mà con, đi thôi, mày đi thôi. Đi ba. Đi thôi.